Tập tiếp theo sẽ là phần thi của hai biệt đội cao điểm nhất, Hữu Trúc và Không Hạt. Với những màn buổi sáng gây cấn quyết liệt, liệu Hồng Hạc có giữ vững ngôi vị đầu bảng hay không? Giết tôi đi, đừng bắt tôi coi nữa. Điểm cộng sẽ thuộc về biệt đội nào được dành cho đội? Hãy cùng đón xem tập 10 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2016 trên kênh HTV7.